Có cái này hay lắm nè, phía đây. Cái này là cái súng nó bắn nè, súng nó bắn ra nè, thấy không? Nó bắn nước phải không? Không, nó bắn ra cái đạn này nè, bắn ra cái này nè, thích không? Thấy không? Bắn như bắn chúng người ta nè, thấy không? Biết biết muốn mua này không? Không ăn đâu. Tại sao không ăn? Bắn người ta thì người ta khóc. Ờ vậy á hả? Thì mình cứ đừng bắn người ta thôi, biết bắn cái đồ chơi biết thôi, mình để đồ chơi lên là bắn vô vui lắm á, chào. Không? Không, tao mua chưa? Sao nó bắn vô người ta? Vậy á hả? Không thích chơi? Không. Thích cái này thôi. Vậy hả?